Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Tròn một năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ tại Bung chùa Đạo Yên. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối chuyên nghiệp và Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 36 CTTU của Bộ Chính trị. Hải Trạch phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2014, tròn một năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ tại Vũng chùa Đạo Yên. Từ đó đến nay đã có hơn 116.000 đoàn khách trong và ngoài nước với hơn 1,3 triệu lượt người về dâng hương và viếng mộ Đại tướng. Trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 lượt người. Ngày cao điểm có tới hơn 30.000 lượt người về Vũng chùa Đạo Yên dâng hương dâng hoa trước anh linh Đại tướng của nhân dân. Với trách nhiệm cũng như lòng thành kính đối với người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình đã luân phiên túc trực bảo vệ và hướng dẫn khách thập phương về viếng tại khu mộ Đại tướng đảm bảo trang nghiêm và tôn kính. Căn nhà lưu niệm của Đại tướng ở làng An Xã, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi gắn liền với tuổi thơ của Đại tướng, cũng thường xuyên có các đoàn khách trong và ngoài nước đến thắp hương và viếng thăm. Một năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ tại đất mẹ Quảng Bình, toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng vẫn luôn hướng về Đại tướng với tấm lòng thanh kính và thiêng liêng nhất. Hôm nay ngày 13 tháng 10, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 36 CTTU của Bộ Chính trị và triển khai công tác đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sáng 13 tháng 10, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 36 CTTU của Bộ Chính trị và triển khai công tác đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 12 của Đảng và kế hoạch số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Theo đó, chỉ thị 36 đã nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bao gồm nội dung đại hội, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, việc sắp xếp bố trí cán bộ sau đại hội và chỉ đạo triển khai thực hiện. Các đại biểu cũng đã được quán triệt triển khai kế hoạch số 365 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ khối, đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt là hướng dẫn số 200 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ khối. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó nhấn mạnh, công tác nhân sự cấp ủy phải tiến hành đúng nguyên tắc quy trình, công tâm khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ đảng viên, chống tư tưởng cá nhân cục bộ, thiểu tính xây dựng. Cấp ủy viên phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ theo nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số quan điểm nêu tại chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, cấp ủy các cấp phải xây dựng tiêu chuẩn cấp ủy viên sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ chi bộ. Theo kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đại hội các chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc phải hoàn thành trong tháng 3 năm 2015. Đại hội các Đảng bộ chi bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 6 năm 2015 và đại hội đại biểu Đảng bộ khối hoàn thành vào tháng 8 năm 2015. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng yêu cầu quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong khối phải theo đúng quy trình nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thiết thực an toàn. Sau hội nghị, cả tổ chức cơ sở Đảng cần triển khai quán triệt sâu sắc chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan để tập trung chuẩn bị chỉ đạo thực hiện tốt ngay từ đại hội chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở Đảng và kịp thời rút kinh nghiệm qua đại hội điểm, đồng thời chủ động giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, hạn chế. Chiều 13 tháng 10, Đảng ủy khối doanh nghiệp cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến nội dung chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, triển khai công tác đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16.
hướng dẫn số 22 ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Đại hội Đảng bộ, chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ tư, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo chỉ thị và hướng dẫn thì công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cả cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, chủ động chất lượng, an toàn tiết kiệm, không phô trương hình thức. Qua đó, Ban chấp hành Đảng bộ cả cấp cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy và của Đảng ủy khối nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cả cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo các yêu cầu đề ra và theo đúng quy định. Ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt, các cấp ủy chi bộ đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt đến cán bộ đảng viên những nội dung văn bản chỉ đạo hướng dẫn về Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy khối doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thị ủy Ba Đôn cũng vừa tổ chức hội nghị cán bộ cột cán của thị xã để quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cả cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, bốn nội dung trọng tâm được triển khai thực hiện tại Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở là tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận đồng góp các dự thảo văn kiện, bầu Ban chấp hành Đảng bộ, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đôn yêu cầu các đảng bộ chi bộ cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các yêu cầu, chủ trương, biện pháp nêu trong chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về tổ chức đại hội. Công tác nhân sự cấp ủy cần được tiến hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tỉnh kế thừa, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thẳng lời nghị quyết Đại hội Đảng bộ cả cấp. Sáng nay ngày 13 tháng 10, Trường Chính trị phối hợp với Sở Nội vụ Quảng Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã năm 2014. Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 68 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian một tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu thảo luận 16 chuyên đề và 2 báo cáo về nghiệp vụ, kỹ năng công tác đảng đối với Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã, công tác cán bộ và những vướng mắc khó khăn khi thực hiện điều lệ, cả quy chế và chính sách cán bộ xã, thực hiện dân chủ cơ sở, chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc, xử lý một số tình huống về công tác đảng viên ở xã, v.v. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, đồng thời nâng cao kỹ năng về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ cấp xã, từ đó nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và điều hành, góp phần lãnh đạo thực hiện thẳng lời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày 13 tháng 10, Ban Dân vận Thanh ủy Đồng Hới đã chọn Đảng ủy phường Đồng Sơn tổ chức kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2014. Tại buổi lễ, những người làm công tác dân vận đã cùng nhau ôn lại truyền thống 84 năm công tác dân vận của Đảng. Trong thời kỳ cách mạng nào, công tác dân vận cũng chiếm vị trí quan trọng trong việc vận động các tầng lớp nhân dân hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Quán triệt sâu sắc những chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, những năm qua, Đảng bộ phường Đồng Sơn đã phát huy vai trò của công tác dân vận trong phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Hàng năm, Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh. Dịp này, phường Đồng Sơn đã phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nếp sống văn minh và nâng cấp chỉnh trang đô thị, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng cựu chiến binh Quảng Bình không ngừng thi đua trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với mục đích tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của cựu chiến binh Quảng Bình giai đoạn 2009-2014 và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng 3, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 giai đoạn 2014-2020.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2014. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đảng quan tâm khác. Minh Họa phấn đấu hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trước mùa mưa lũ. Hải Trạch phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, năm 2009, công ty Song Danh đã tiến hành cổ phần hóa lần thứ hai và đổi tên thành công ty cổ phần tổng công ty Song Danh. Nắm bắt nhanh xu thế của thị trường, sau 5 năm cổ phần hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty Song Danh đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả đáng kể. Tổng công ty Song Danh sản xuất kinh doanh trên 4 lĩnh vực ngành nghề gồm phân bón, bao bì, xây lắp, chế biến thủy sản, trong đó lĩnh vực phân bón đóng vai trò chủ đạo. Hiện công ty có 14 đơn vị trực thuộc, trong đó có 10 đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh phân bón trên toàn quốc, cùng với hơn 300 nhà phân phối và đại lý cấp 1, hơn 500 đại lý cấp 2, cả cửa hàng, nông trường trên 63 tỉnh thành cả nước. Tôi là đại lý phân bón lâu năm của Bộ Trạch. Ý kiến của tôi cũng như là cái sự phản hồi của bà con nông dân trong vùng đây là coi nhất là các đà, là cái chủ trang trại lớn là phật nhận xét về vi sinh trong dân là đến bây giờ mà nói về vi sinh đó là coi như đứng đầu là rất tốt, mà vừa rồi đấy là coi như nhà máy trong dân có là coi như cung ứng thêm các loại NPK của là trong dân cũng rất thích hợp với các loại cây trong vùng đôi bọn tôi như là coi như cây cao su, hồ tiêu rồi là dưa hấu thì nói chung là tốt. Từ chỗ sản lượng tiêu thụ 60.000 tấn năm 2009 đến nay đạt trên 100.000 tấn sản phẩm phân bón các loại. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 15%. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước Lào, Campuchia, Thái Lan. Trong những năm tới, tổng công ty sẽ mở hướng phát triển sang thị trường Myanmar và các nước châu Phi. Hiện nay, doanh thu của công ty đạt trên 500 tỷ đồng một năm, đóng góp đáng kể vào nguồn thu của ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 500 lao động. Sự nghiệp là quan tâm đến đời sống cho anh chị em công nhân, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập là bình quân 4 đến 5 triệu đồng trên tháng. Về chính sách sức khỏe, đời sống của anh chị em công nhân là được chú trọng quan tâm, nhất là khám chữa bệnh định kỳ, cấp phát áo quần mũ phòng hộ là đầy đủ, là thăm hỏi những khi công nhân là có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian gần đây, tổng công ty Song Danh đã mở thêm nhiều chi nhánh tiêu thụ ở Campuchia, xây dựng thêm 2 nhà máy sản xuất lớn tại các tỉnh Bình Dương và Bắc Ninh với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Yếu tố hàng đầu mà tổng công ty Song Danh hướng đến đó chính là chất lượng sản phẩm. Công ty Song Danh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ sản xuất phân hữu cơ sinh học theo quy trình lên men ủ hóa khí của Canada. Sản phẩm thân thiện với môi trường và đã được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Thì để có được cái thành quả như ngày hôm nay, thì thứ nhất chính là cái tư duy chiến lược đúng đắn của tổng công ty và kịp thời nắm bắt, tiếp cận các cái thông tin về chủ trương, đường lối kinh tế và khoa học và tranh thủ được cái ý kiến và cái sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các ban ngành. Thứ hai là về công tác quản lý, thì tổng công ty có đủ các cái quy chế, quy định về quản lý nhằm giảm giá thành và hướng tới cái chất lượng đầu ra, đồng thời đề cao cái trách nhiệm và tính tự chủ của các đơn vị cơ sở cũng như các cái cá nhân liên quan. Với những kết quả đạt được, tổng công ty vinh dự được nhận nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng bông lúa vàng, giải thưởng trâu vàng đất Việt,
thương hiệu mạnh và phát triển bền vững, cúp vàng khoa học công nghệ, cúp môi trường xanh. Mới đây là giải thưởng doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu vì sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2010-2014. Hiện nay, huyện Minh Hóa đang tập trung đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trước mùa mưa lũ. Theo kế hoạch, năm 2014, huyện Minh Hóa được phân bổ trên 106 tỷ đồng từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, các nguồn vốn chương trình, mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng cơ bản. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Minh Hóa đang triển khai thực hiện 133 công trình xây dựng với số vốn đã giải ngân gần 63 tỷ đồng. Trong đó đã giải ngân cho 86 công trình hoàn thành chuyển tiếp, 47 công trình xây dựng mới và chuẩn bị đầu tư trong năm 2014. Hiện có 40 công trình đã phê duyệt và đang triển khai thi công. Với sự đôn đốc giám sát chặt chẽ của Ủy ban nhân dân huyện, cả công trình đang được nhà thầu và chủ đầu tư tập trung thi công, đảm bảo chất lượng cũng như thời gian theo hợp đồng thỏa thuận. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện giao rừng cho thuê rừng và giao đất cho thuê đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và các tổ chức đơn vị để phát triển kinh tế. Tỉnh Quảng Bình hiện có trên 648.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó đất rừng trên 555.000 ha, đất chưa có rừng hơn 92.000 ha. Rừng tự nhiên ở Quảng Bình chiếm diện tích gần 482.000 ha, rừng trồng hơn 74.000 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã giao gần 59.000 ha rừng tự nhiên, giao cho thuê hơn 514.000 ha đất lâm nghiệp, khoảng gần 66 ha rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên diện tích hơn 500.000 ha để tạo điều kiện cho chủ rừng yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cho một số doanh nghiệp thuê gần 83.000 ha rừng đất lâm nghiệp để phát triển kinh tế lâm nghiệp và du lịch sinh thái. Việc giao rừng cho thuê rừng và giao đất cho thuê đất lâm nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị định 67 của Chính phủ cho ngư dân vay vốn để đồng mời cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ và các phương tiện đánh bắt thủy hải sản, ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã đăng ký vay với tổng nguồn vốn lên đến 500 tỷ đồng. Toàn xã có 165 hộ đăng ký vay vốn để đóng mới 165 tàu thuyền công suất lớn từ 500 cv trở lên, trong đó có 160 tàu vỏ gỗ và 5 tàu vỏ thép. Việc tăng cường đóng mới cải hoán tàu thuyền, mua sắm các trang thiết bị hiện đại như máy giao cá, máy định vị sẽ giúp ngư dân vươn khơi đánh bắt vùng biển xa. Hiện nay, Bảo Ninh là một trong những địa phương đăng ký tổng nguồn vốn vay lớn với 500 tỷ đồng trên tổng số 2.300 tỷ đồng tổng nguồn vốn vay của ngư dân toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hải Trạch đã đạt 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong toàn xã, xã Hải Trạch đang phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Thời gian qua, xã Hải Trạch đã tập trung chỉ đạo bà con nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, phát huy nội lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc chủ trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thì công tác giáo dục đào tạo cũng đã được địa phương chủ trọng đúng mức. Vì vậy, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, xã Hải Trạch còn chủ trọng xuất khẩu lao động. Đây là hướng đi có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trong xã. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng một người một năm. Hàng năm, giải quyết việc làm mới cho hơn 100 lao động. Hiện tại, toàn xã có trên 30 cơ sở sản xuất kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau, có gần 200 phương tiện tàu thuyền, trong đó tàu đánh bắt xa bờ có 30 chiếc, đảm bảo vươn khơi bám biển. Việc đầu tư xây dựng các công trình khác như nhà văn hóa, chợ nông thôn, sân vận động, các trường học đã ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong quần chúng nhân dân ở xã Hải Trạch. Người dân đã ý thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tích cực hưởng ứng tham gia làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Bản thân tôi, một người dân, cảm nhận là cái nhân dân ở đây đồng tình cao, hồ hởi, phấn khởi. Có thể nói rằng là cái phong trào này được nhân dân đồng tình ủng hộ. Và chúng tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người dân trên đất Hải Trạch
cùng đồng lòng, đồng sức của đảng, chính quyền địa phương để rút ngắn thời gian về sớm hơn. Đến nay, xã Hải Trạch đã đạt được 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 3 tiêu chí còn lại là trường học, cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng thôn văn hóa. Chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân xã được người dân đồng tình ủng hộ, chúng tôi đã đạt được 16 tiêu chí. Riêng 2 tiêu chí trường học và nhà văn hóa ở thôn thì chúng tôi đang phấn đấu là 2 trường là trường cấp 2 và trường mầm non xã Hải Trạch đạt chuẩn giai đoạn 1, còn trường cấp 1 thì đạt chuẩn giai đoạn 2. Thì riêng nhà văn hóa thôn hiện nay đã xây xong 3 nhà, còn 1 nhà nữa thì cố gắng đến cuối năm nay là xong để đảm bảo đúng tiến độ của huyện giao cho. Với những cách làm hay và giải pháp, biện pháp cụ thể từ cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân, xã Hải Trạch sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để về đích sớm trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 13 ngày 14 tháng 10, khu vực miền núi trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 28 độ. Vùng biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ 21 đến 29 độ.